trường smartphone cao cấp toàn cầu. Báo cáo mới nhất từ cơ quan nghiên cứu thị trường cho thấy, Apple tiếp tục thống trị thị trường điện thoại thông minh cao cấp toàn cầu, với thị phần 52%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Samsung và Huawei. Báo cáo chỉ ra rằng, thị phần của Apple trên thị trường smartphone cao cấp tiếp tục tăng trong quý 3 năm 2019, từ 48% lên 52%. Táo khuyết cũng không gặp phải những thách thức thực sự ở phân khúc này, mặc dù Samsung và Huawei theo sát Apple. Nhưng thị phần của hai hãng này chỉ là 25% và 12%, iPhone XR là model cao cấp bán chạy nhất thế giới do giá bán hợp lý, trong khi dòng m 30 và P30 của Huawei bán rất chạy ở thị trường Trung Quốc, doanh số chiếm 80%, tại thị trường đông dân nhất thế giới, giúp hãng này tăng thị phần ở phân khúc smartphone cao cấp. Đáng chú ý là chiếc OnePlus cũng nằm trong top 5 của danh sách do chiếc smartphone này rất phổ biến ở thị trường Ấn Độ. Tầm giá 600 đến 799 đô la Mỹ vẫn đối với các smartphone cao cấp vẫn thu hút người dùng tốt hơn, giống như mẫu iPhone XR của Apple. Các model trong phân khúc giá 800 đến 999 đô la Mỹ cũng đã bắt đầu tăng, như loạt Galaxy S10 và Galaxy Note 10 với mức tăng hàng năm là 145%. Báo cáo cũng cho thấy, trong quý 3 năm 2019, thị trường smartphone cao cấp tiếp tục tăng và điện thoại 5G đóng vai trò nhất định trong đó. Về thị phần smartphone 5G, Samsung đang đứng đầu, 74% LG và Vivo có 11% và 5%, Hàn Quốc là quốc gia có mạng 5G thương mại đầu tiên trên thế giới, vì vậy Samsung và LG có lợi thế hơn cả.